Chuyển qua thêm một bản tin bầu cử nhưng khá lạ lùng thưa quý vị, người đã chết vẫn đắc cử thượng nghị sĩ tiểu bang. Vâng, sau khi kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ được công bố thì một người đàn ông tại tiểu bang Nevada đã được bầu làm thượng nghị sĩ, mặc dù ông này đã qua đời 3 tuần trước đó. Ông có tên là Dennis Hoff, một ngôi sao chương trình truyền hình thực tế, người mà cũng là chủ sở hữu của nhiều cơ sở mại dâm hợp pháp. Chúng ta nên biết là tiểu bang Nevada cho mại dâm là một cái dịch vụ hợp pháp. Thì ông này đã vận động tranh cử để trở thành thành viên của chính quyền tiểu bang Nevada. Tuy nhiên thì vào ngày 16 tháng 10, chỉ 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 72 của ông, thì ông bị phát giác là đã chết trong khi ngủ. Và vào ngày 6 tháng 11, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để trở thành nghị sĩ của tiểu bang với số phiếu ủng hộ áp đảo lên đến 70%. Vào thời điểm cái chết của ông được công bố thì tên của ông đã không kịp bỏ khỏi danh sách ứng cử viên, và Đảng Cộng Hòa vẫn kêu gọi cử tri bỏ phiếu ủng hộ cho ông để giành lấy ghế từ Đảng Dân Chủ. Chúng ta nên biết là theo luật của tiểu bang, nếu như một ứng cử viên đã chết, được bầu chọn thì các viên chức địa phương sẽ bổ nhiệm một người khác cũng cùng trong đảng đó, đảng của ứng cử viên để thay thế. Thì thưa quý vị, nói thêm một chút về ông Dennis Hoff. Ông này lúc mà còn sống thì từng trả lời phỏng vấn, nói là sự ủng hộ mà người dân dành cho ông cũng giống như những gì mà Tổng thống Trump từng trải qua sau khi một đoạn băng ghi âm được phổ biến lên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó có đoạn ông Trump khoe chiến tích tiếp cận phụ nữ. Thì khi đó thì nhiều phụ nữ nghĩ là họ sẽ không bầu cho ông ấy. Ông Hoff giải thích, ông nói là nhưng mà đến khi các phụ nữ đó vào phòng bầu cử và khi đó không ai nhìn thấy họ làm gì thì họ mới nghĩ là tôi cần một người đàn ông thực thụ. Tôi không quan tâm là ông Trump chọc ghẹo bao nhiêu phụ nữ. Tôi muốn một người có thể thực hiện lời hứa của mình. Và đây là điều ông Dennis Hoff nói đó. Đây là điều mà tôi cũng có thể làm. Và phần lớn những người ủng hộ ông Hoff là những người có tư tưởng chính trị bảo thủ. Và trong cuộc vận động để trở thành nghị sĩ tiểu bang, ông cam kết sẽ mở rộng quyền sử dụng súng và sẽ có quan điểm cứng rắn đối với vấn đề người nhập cư. Ông cũng muốn đưa ngành mại dâm được chấp nhận rộng rãi hơn tại tiểu bang. Và ông Hoff từng dẫn những cái chương trình truyền hình thực tế mà trong đó kể về cuộc sống tại những cái nhà thổ nổi tiếng mang tên là Bunny Ranch của ông. Và thưa quý vị, tại tiểu bang Nevada thì ông này là sở hữu đến 5 nhà thổ khác nhau, và ông Hoff từng bị tố xâm hại tình dục đối với nhiều người. Và vào thời điểm ông qua đời thì các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục điều tra những cáo buộc này. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, qua bản tin này thì Bích Trâm thấy sao mà cái ông Hoff này giống như là một bản sao của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà xem ra thì ông này lại còn cao tay ấn hơn Tổng thống Trump một bậc, là vì ông Trump dính bao nhiêu xì căng đan vẫn đắc cử Tổng thống. Còn ông này thì không những là dính xì căng đan mà sau khi qua đời vẫn đắc cử. Thì chuyện chỉ xảy ra ở nước Mỹ là một ông chủ nhà chứa cũng ra ứng cử nghị sĩ tiểu bang và chết rồi mà vẫn đắc cử. Thì Bích Trâm thắc mắc là không hiểu là những người mà bầu cho ông ta có phải là những cái ông khách hàng của Bunny Ranch hay không. Anh Khắc Hành nghĩ sao? Chắc vậy quá. Năm cái nhà thổ khác nhiều lắm, mà nhất là ở Nevada. Vâng, mình thấy đi, người ta cứ bảo rằng là cáo thì chết thì nó để ra, người ta chết thì để tiếng. Và cái ông Dennis này, Hoff này đúng thiệt đó. Ông chết rồi mà ông vẫn còn để lại cái danh tiếng là, và để lại cái chức vụ nghị sĩ tiểu bang cho cái người cùng đảng. Thì hóa ra là ông để gia tài lại cho đảng Cộng Hòa ở Nevada, là gia tài cũng khá lớn đấy chứ. Và rồi thì cái câu chuyện của ông Dennis Hoff đã cho chúng ta thấy một cái câu nói khác rất là đúng. Đó là cái câu mà người ta nói ở Mỹ đó, thì người ta phải làm giàu trước rồi người ta mới làm chính trị. Còn ở Việt Nam đó, thì người ta đi làm chính trị được để người ta làm giàu. Không, cái điều này đúng. Bởi vì rõ ràng là với chủ gọi là năm cái nhà chứa, năm cái động thiên thai nổi tiếng ở Nevada, thì chắc chắn ông này không tỷ phú thì cũng phải là trăm triệu phú chứ không thể là triệu phú thường được. Thành ra mới có cái cơ sở để mà đi ra để mà ứng cử. Mà đây là một cái người chắc chắn là một cái người sàm sỡ đây. Và bởi vì chúng ta nhớ nhé, ông ra ông ứng cử trong lúc mà vẫn còn đang bị kiện về những cái tội sàm sỡ phụ nữ, vẫn còn, tức là những cái bản án vẫn còn đang treo trên đầu. Thành ra
với cái chuyện như vậy thì có lẽ là tại sao mà ông đang bị kiện như vậy mà ông lại lại cứ ngon ra ứng cử và lại còn đắc cử tới 70% số phiếu, là cái phố số nó rất là cao, hiếm có ở trong một cái cuộc bầu cử. Thì có lẽ là ông Hobbs đã sớm nghĩ rằng là đối với cái người dân Nevada, cái nơi mà người ta hay gọi là thành phố Las Vegas, hay gọi là thành phố tội lỗi đó, thì những cái chuyện sàm sỡ vậy hình như nó rất là nhỏ. Chắc có lẽ người ta nghĩ rằng là một ông chủ chứa mà không sàm sỡ thì ông làm gì. Thì nếu mà bây giờ không lẽ ông một ông chủ chứa bắt ông phải tôn trọng phụ nữ thì lẽ thì nó cũng giống như là bắt một bộ tú bà phải phải sống nhân nghĩa, thì nó chắc là một cái chuyện mà nó rất là lạ. Và rồi với cái chuyện đó này thì chúng ta thấy rằng có lẽ là ông Dennis Hopp cũng đã có một ý nghĩ rằng là đối với phụ nữ thì có lẽ cái chuyện sàm sỡ thì trên ngoài mặt đó, thì họ là họ không đồng lòng, nhưng mà trong đó như ông nói, ông nói trong phòng phiếu thì có lẽ là họ mới thấy ô những cái người đó mới là đàn ông đích thực, rồi những cái người đó mới biết được cái nghĩa là thưởng thức cái vẻ đẹp của phụ nữ hay sao. Thành ra mình mới thấy có một cái tỷ lệ mà nó kinh khủng là đắc cử như thế. Thành ra qua cái câu chuyện này mình nghĩ như thế này, người ta cứ hay nói đất lành chim đậu. Cái câu chuyện mà của ông Hobbs này có lẽ là thấy rõ ràng là thành phố Las Vegas hay là tiểu bang Nevada là cái chốn đất lành, mà những cái con chim có cái máu sàm sỡ như ông Dennis Hopp chắc về đậu đầy. Đây là chim là diều hâu rồi. Thành ra từ đó mình mới có một cái câu chuyện nó tương tự như thế này. Thì có một cái ông gọi là cán bộ huyện ở Việt Nam đó, thì hay nhậu lắm. Có một đầu tối đó thì ông mới nhậu coi như Việt Nam gọi là say, say mà say quắc cần câu đó. Thì coi như ông ấy, thế mà lúc mà bữa nhậu giải tán thì ông lại không chịu về. Ông đòi bạn ông là phải nằng nặc, đòi bạn ông là phải chở đi tới những cái động thiên thai để ông gọi là thưởng thức cái sự tươi mát. Thì bạn của ông ngăn cản không được, thành ra mới nháy nhó với nhau, nói là thôi cứ nháy nhó nào là cứ lén lén chở ông về nhà cho vợ ông xử, gọi là xử đó. Thì bạn cứ lén lén chở về bỏ ngay cửa nhà, thì vợ dĩ nhiên là ra đón. Thì ông mới nhướng mắt lên, ông nhìn thấy vợ thì ông đã hét toáng lên, ông nói là em út gì đâu mà tệ hại quá vậy, đổi em út khác. Dám nói như vậy. Thành ra sáng hôm sau chắc là không sống nổi rồi. Sáng hôm sau báo sớm đăng tin là đêm hôm qua một cái cán bộ huyện uống xỉn coi như là té nứt sọ mà chết được qua đêm hôm qua. Chả biết là té từ lầu mấy xuống không biết. Vâng, chết một cách rất là bất đắc kỳ tử thưa quý vị. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày bình an, hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.